Alo, chào anh em ha. Nay Hồng Hồng Mỹ Khoa xin chào anh em nha. Nay mình lên chạy quần áo cho anh em sắm nhân dịp Tết nha. Thằng Tết rồi, còn tháng nữa là Tết rồi anh em. Cho tranh thủ mình mua đồ để ship về cho kịp nha. Shop Hồng Hồng Mỹ có ship 63 tỉnh luôn nha anh em. Ship có 63 tỉnh luôn nha. Đó. Nay mình lên cho anh em xem bộ xanh lưu liêu sĩ quan nha. Túi xéo, sải, giải caro nha anh em. Giải taro. Đây, này cũng xanh lưu liêu giải taro luôn. Anh em nó quay gần đây thôi, chắc giải taro nha. Đó, tại do điện thoại nên là khi mà mỗi lần quay gần thì cái màu nó sẽ xám hơi nhạt nha. Khi để xa là cái màu chắc riêng của nó nè. Đây, cái màu này màu chắc riêng của nó nè. Ở ngoài như thế nào, ở ngoài như thế nào trên video như vậy nha. Đây, cái màu chắc riêng nó là màu xanh ô liu nè. Anh em thấy đẹp chưa? Con này thì mới tinh 100% luôn nha anh em. Anh em yên tâm là không sợ bị vết gì. Đó, không sợ bị chảy nổ hay là bị lủng lách gì nha anh em. Những con này anh em mặc là khỏi bàn rồi. Đây, anh em thấy chưa, con này dành sĩ quan, không có cầu vai nha anh em. Đó, con này thì nó không có cầu vai, không có rút eo. Của thằng kaki thì mà của cần kaki thì mới có nha anh em. Anh em ghi nhớ nha, của thằng kaki mới có, còn taro là không có cầu vai và cái thắt eo đây nha anh em. Đó là của thằng kaki mới có, còn taro là không bao giờ có. Đó, anh em thấy không, 6 túi. Con này đầu này sản xuất đời 69 nha anh em. Đó, năm đó là sản xuất đời 69 của Việt Nam Cộng Hòa. Quần này quần 6 túi luôn. Đó, quần thì 6 túi luôn. Túi sau hai túi ngay chỗ đùi. Đó. Anh em sắm mấy con này giờ anh em mà mặc thì trên Tết rất đẹp. Giải mặt lửa cày cho mà xanh liêu anh em giải mặt lắm. Tại giải nó giải 100% ni lông nha anh em khỏi sợ khí hậu mà nóng hoặc là khí hậu lạnh nên em chẳng mặc ok bình thường. Đó, cài chắc giải ni lông mà anh em để mặc. Còn kaki thì nó hơi dày, anh em mặc cái nếu mà thời tiết nóng á, thì anh em khó chịu lắm. Tại chắc chịu giải của kaki nó hơi dày. Mình giải taro sọc thì nó sẽ dễ mặc hơn, mà cái màu của nó này màu rất đẹp, màu nó xanh liêu động. Còn taro, còn kaki cái màu nó hơi nhạt chứ anh em. Mình cũng có kaki mà cái màu nó hơi nhạt. Đây nè. Kaki thì mình còn cái quần. Đó anh em thấy không? Cái quần kaki này. Đó. Nó không có dùng dây kéo nha, nó dùng nút hết nha. Đây mình có kaki nè ha, mình thấy anh em bỏ vô trong cái áo mình đang mặc ha. Áo mình đang mặc là taro, cái quần kaki này anh em thấy không, màu nó hơi nhạt nên là rất là xấu. Ít anh em mà dùng kaki lắm, đa số anh em mua là mua taro thôi. Ít anh em dùng kaki lắm, tại kaki rất là cái màu rất nhạt. Nhạt anh em thấy nó nhạt không? Nó không như cái áo taro nó. Áo taro màu xanh ô liu nó đậm, còn cái này nó như màu của rau má vậy nè, nó hơi nhạt. Đó. Ở bên này không có mình lên nhanh lẹ cho anh em nha, tại vì nhiều khi mất thời gian của anh em. Con này mình giá công khai là 2,5 triệu một bộ nha anh em. Đó, 2,5 triệu một bộ và có nón nữa nha anh em, đợi chút. Đây nón này nha anh em, cho anh em trực hết. Đó, nón sau chữ USA nè. Sao trong đây có tem mà size anh em, size của nó là 1/7, 1/8 nha anh em. Đó, đây nón của nó là giống giải taro luôn nha anh em. Đó, để gần em thấy chất liệu giải taro luôn, nguyên một bộ nó luôn nha anh em. Nguyên một bộ luôn mình bán là phải 3 triệu nha anh em. Cái nón là giá 500.000 á. Đó, trong đây trong nón thì nó có túi luôn. Đây, trong nón thì nó có túi cho anh em luôn. Rồi, ok, mình giới thiệu đơn giản thôi ha. Hỏi cho anh em vài dòng ha. Còn đây là con nón của Tiểu Vượt Chiến. Mình còn một con tay mèo anh em là nhanh thì mình đẩy giá rẻ nha. Đó. Rồi, ok, anh em thấy chưa? Cái này sao nó hơi trái nên không cảm nha, thì mình ghi giờ nó giờ chỗ khác thì mình like lên thì cái này nó hơi tối quá anh em, sợ không thấy rõ được hình ảnh. Đó, tiếp tục. Đó. Đây mình còn một bộ của Thủy Quân Lực Chiến ba tem nha anh em, đời Việt Nam Cộng Hòa luôn. Đây size nhỏ, size rất nhỏ này anh em thấy không, con này một con cuối cùng luôn nha anh em, đời Thủy Quân Lực Chiến. Đây anh em để gần cho anh em nè, size medium nè, size này khoảng 70 kg là mặt được nha, 75 kg cũng ok nha. Đấy, con size này là size medium short, con này sản xuất đời 63-64 nha anh em, tiểu một chiến đầy đầu luôn nha, ba tem. Con này mình bán giá công khai là 3 triệu một con nha anh em, mà nhanh tay thì lấy con này lẹ em, còn đúng một con duy nhất. Đó. Đây, áo nó đây nha anh em. Đó. Áo nó đây, tem mà đây anh em, tem. Đó, danh dự của quốc này anh em, tiểu một chiến nha, ba tem. Con này của Việt Nam Cộng Hòa là hàng cổ nha anh em. Đó, một tem trên đây, hai tem dưới vạt áo nha. Đây. Đó, hai tem nè anh em. Đó anh em thấy chưa, hai tem.
sản xuất là 63 64 nha. Đi mà trên cổ một tem nữa, ba tem. Ok, nhanh gọn lẹ, con này mình báo giá rồi, con này 3 triệu nha, còn đúng một bộ nha anh em, mà nhanh tay thì lấy nha. Con này mới khoảng trên 95% nha anh em, mới tin luôn nha. Đó, ba lớp luôn, áo ba lớp luôn, ba lớp lót luôn anh em thấy không, ba lớp lót bảo vệ ngừ luôn, bảo vệ nút nè, bảo vệ nút kia anh em lăn bò nè, lộn mà không có bị cắn vô ngực anh em á, có ba lớp luôn á. Đó, anh em thấy chưa, con này rất đẹp. Đó, ba tem nha anh em, đây quần nó đây nha anh em, quần nó đây chi tiết không à, nó có eo nè, nó khắc eo này nha. Đó, mà cái này áo này nó cũng có khắc một eo đây anh em. Đó, và có cầu vai nha, cầu vai khắc eo. Đó, khắc eo luôn nè, quần cũng vậy nha anh em. Con này thiếu quần nội chiến mình còn đúng một bộ nha, bộ size 70 nha, ý 70 cân nha anh em, còn đúng một bộ 70 cân anh em, nhanh tay lẹ thì chơi con này thì mặc tết nha, gần tết rồi để mình ship hàng cho kịp, còn có một tháng nữa anh em ơi. Ba tem nha, hàng của Việt Nam Cộng Hòa luôn, chính tông luôn, trong đây nó có một lớp lót luôn nè, lót đáy luôn nè anh em, lót ngay bụng đáy mình luôn á, có cái nút này mình gài lại luôn anh em, là gài lại ngay chỗ cái lót bụng đáy luôn rồi. Ok rồi, rồi mình lên con M65 áo phi liên kết rằng đi bị kích dù nha, con quà phá đồng, mấy con này phá đồng tem trắng ha. Đây, con này mình đánh giá là 2,6 triệu, size size lát nha anh em, size này khoảng 75 kg á, size lát đó anh em thấy mặc chưa, mình 75 kg là anh em mặc ok nha, mình đem đây 70 nha anh em, có bụng mình 70 71 72 thì là mình nói chung cho 72 đi, mà cái áo này dạng 75 kg anh em mặc được đó, thì nó dư khúc này nè, giờ là bao anh em luôn đó, anh em mặc như vậy thôi nha. Đó, con mấy con này thì mình không cần phải giới thiệu nhiều cho anh em rồi, hàng là hàng chuẩn của hàng đó, là con này mà mới trầm trầm không nha, hàng phá đồng hết nha, đó mới trầm trầm phá đồng hết, cổ cũng phá đồng luôn nha. Đó, tại vì mình quay cho lẹ thấy cho kịp thời gian, nói chung là dài quá thì 90 phút anh em xem nó nhàm mới nhàm chán á, quay cho lẹ không. Rồi thêm một con M65 nữa, đó M65 xanh ô liu, mấy con thì đâu còn xa lạ với anh em nữa. Đó, cái con này đâu còn xa lạ với anh em nữa. Wow, xanh ưu liêu đó, xanh ưu liêu phát động tiết phát bạc nè, xanh ưu liêu mà số lâm, xanh ưu liêu phát bạc đời 67 nha. Đó, mình cũng nói về mấy con xanh ưu liêu này nhiều rồi, mình không có nói gì chi tiết gì nhiều nữa anh em ha, mình quay cho anh em biết là mình có hàng để anh em đã hỏi ha. Con này mình đánh giá công khai cho anh em là con này giá 7 triệu nha. Ok, ở tôi chào anh em. Anh em có cần thì liên hệ shop Hùng Đồ Thị Apply nha. 0933235211 hoặc kết bạn Zalo đến em xem hàng trực tiếp ha. Ok, chào anh em ha. Chúc anh em một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng ha. Rồi.